Nguyễn Thi Nga, mỹ nhân đặc biệt nhất Việt Nam, hy hữu hai lần đăng quang Hoa hậu là ai? Nguyễn Thi Nga luôn được nhắc nhớ là Hoa hậu đặc biệt nhất nhì Việt Nam. Là một trong những Hoa hậu được yêu mến trân trọng nhất Việt Nam, có danh tiếng và sự nghiệp ổn định, nhưng cuộc đời Nguyễn Thi Nga không phải toàn màu hồng, cô từng phải vượt qua những biến cố lớn của cuộc đời. Hai lần đăng quang, Nguyễn Thi Nga sinh năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh, cô đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong, nay là giải Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi mới 21 tuổi. Khi ấy cả giám khảo lẫn công chúng đều đánh giá Thi Nga hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện danh giá bởi không chỉ xinh đẹp mà còn có khả năng ứng xử thông minh. Ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1996 giúp Thi Nga trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, góp mặt trong hầu hết những chương trình thời trang lớn lúc bấy giờ. Năm 1999, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ nhất nhằm tuyển chọn nhan sắc Việt Nam thi Hoa hậu hữu nghị quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Với màn thể hiện xuất sắc, Thi Nga một lần nữa chạm đến ngôi vị cao nhất. Sau đó, khi thi Hoa hậu hữu nghị quốc tế 1999, cô đã lọt vào top 10 và nhận được giải Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á. Bỏ showbiz theo đuổi học vấn. Mặc dù có con đường trong làng giải trí rộng mở nhưng chỉ 5 năm sau khi đăng quang, Thi Nga đã quyết định sang Mỹ học và lập nghiệp. Tại Mỹ, cô theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học San Jose State. Ra trường, cô đảm nhận vai trò cố vấn kinh doanh cho một tổ chức ở thung lũng Silicon phía bắc tiểu bang California. Từ khi qua Mỹ, cuộc sống của Hoa hậu Thi Nga là một bí ẩn với truyền thông. Suốt nhiều năm, công chúng không được biết thông tin nào về cô. Sau này, khi được hỏi về quyết định đi Mỹ, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô cho biết, tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định ấy, vì đó là con đường tôi muốn đi. Năm 2001, Thi Nga kết hôn với một giáo sư của Đại học San Jose hơn cô chục tuổi. Ông xã cô chính là học trò của ba cô, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Phương. Suốt nhiều năm, cuộc hôn nhân của Thi Nga luôn ngập tràn hạnh phúc. Trong mắt Hoa hậu Việt Nam 1996, chồng là người mà cô luôn thần tượng. Chính vì vậy, cô chấp nhận hoàn toàn con người ông, kể cả những khuyết điểm. Biết chồng không thích mình thân thiết quá mức với các đối tác, Thi Nga luôn chủ động giữ ý trong các mối quan hệ. Cô cũng dần rời xa sự hào nhoáng của giới giải trí để vừa hoàn thành công việc cố vấn đầu tư cho một công ty, vừa chăm lo vun vén tổ ấm theo mong muốn của chồng. Cuộc hôn nhân của Thi Nga thêm phần hạnh phúc khi cậu con trai Anthony ra đời. Những biến cố lớn. Năm 1996, khi đang dự thi Hoa hậu Việt Nam, Thi Nga nhận tin mẹ cô đột ngột ra đi vì một cơn bạo bệnh. Vốn được mẹ yêu thương cưng chiều hết mực nên tin này dường như quá sức chịu đựng đối với Thi Nga. Suốt một thời gian dài, cô ôm trong mình nỗi đau khó có thể chia sẻ cùng ai. Vào cuối năm 2015, Thi Nga nhận được một biến cố khủng khiếp nữa. Cô như chết lặng khi hay tin chồng đột ngột qua đời vì một cơn đau tim tại phòng làm việc riêng. Lúc này, Hoa hậu đang đưa con trai đi học. Nỗi đau mất người thân một lần nữa khiến cô chìm trong trầm cảm, không thể làm được bất cứ việc gì trong 2 năm sau đó. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở vì nhớ ba của con trai, Thi Nga mới sực tỉnh, nhận ra mình phải gắng gượng tích cực hơn nữa để lo cho con. Sau này, Thi Nga ngẹn ngào kể lại, chồng ra đi bất ngờ, tôi và con trai mất đi chỗ dựa nên cuộc sống rất chông chênh. Chúng tôi đột ngột rơi từ trên mây xuống mặt đất, nhưng tôi là mẹ, lại là người lớn nên phải đỡ cho con mình. Tinh thần của cháu lúc đó rất yếu đuối, đêm nào cũng khóc gọi tên ba. Khi mình khổ nhưng nếu nghĩ hy sinh cho người khác, tự nhiên thấy không còn đau khổ nữa. Thương con, coi con là quan trọng nhất nên tôi xem con như bạn để nó thấy được an ủi mạnh mẽ hơn. Để giúp con và giúp chính bản thân vượt qua giai đoạn tồi tệ này, Thi Nga buộc mình bù đắp khoảng trống thiếu vắng hình bóng của người cha trong con. Cô làm mọi cách để con vui vẻ trở lại, bởi với bé lúc đó, mẹ là người quan trọng nhất. Vốn kiến tiếng nên cuộc sống hiện tại của Thi Nga ở Mỹ không được cô chia sẻ nhiều. Dù gặp biến cố lớn của cuộc đời nhưng với trí tuệ và kinh nghiệm đầu tư tài chính, Hoa hậu vẫn lo được cho mình và con trai cuộc sống sung túc. Tuy nhiên ẩn sâu trong ánh mắt Thi Nga, người ta vẫn thấy nỗi buồn thâm thẳm của người phụ nữ phải chịu đựng sự mất mát những người mình yêu thương nhất. Năm 2018, khi trở về nước dự chung kết Hoa hậu Việt Nam, Thi Nga lần đầu tiết lộ về những nỗi đau của cuộc đời mình. Dù thấu hiểu lẽ vô thường, Thi Nga vẫn rơi nước mắt khi nhắc đến sự ra đi của người chồng. Thời điểm trở về Việt Nam sau 17 năm vắng bóng, Thi Nga đưa con trai 13 tuổi theo cùng. Cô từng tiết lộ, con trai tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành. Cô luôn coi con như một người bạn, có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Điều khiến Hoa hậu thấy được an ủi là con trai cô giống bố như tạc, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhìn con là tôi thấy hình bóng của anh ấy, cháu như bản sao thu nhỏ của ba vậy. Cháu cũng có tính cách kiên định của ba, luôn làm những điều mình thích dù có gặp bất cứ trở ngại nào. Điều đó an ủi tôi rất nhiều, Thi Nga tâm sự. Sau biến cố, Thi Nga không mong muốn đi bước nữa mà muốn dành trọn tâm tư cũng như sự quan tâm cho cậu con trai. Đối với Hoa hậu, hạnh phúc giờ đây là sự bình an mà cô luôn mong mỏi cho mình cũng như cho con.